Dạ đây cô chú anh chị ơi, cả nhà mình thấy không ạ? À? Đây là quá trời luôn. Khách hàng tới ủng hộ shop Kỳ Hồng Loan này cả nhà. Dạ bốc kem vào. Là mình có gì á? Có gì nhìn thẳng đó. Như đây đúng không chị? Dạ, phải chắc mấy á. Tiền của một con đồ. Có đưa em đi. Đâu là mở lạc. Mọi chị gái bên đây là mua thực phẩm nhé. Dạ dầu không? Dạ bữa hả? Thôi đúng không? Tại kia đây thôi đúng không? Đó, cái chai sữa đông xanh á. Đó rồi, thêm cái sữa rửa mặt. Có một chút cái heo rửa mặt này sẵn cho mình. Một chai cho mình. Một chai cho mình. Chị cũng không hỏi là gì không ăn không không đâu bác là bây giờ đây hả? Ok đây một cái hai à, chị mua áo của shop chị bùm 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 lập bù bù đây cả nhà, chị có đặt áo của shop chị bùm mà áo thùng là bù bù áo lưu sô bù hả chị? Đó, sáng nay khách tới cả nhà thấy không ạ? À? Vậy đó mà phía bên kia nó nói là chị Hồng Loan vắng khách lắm. Chị Hồng Loan bán đều được trên hai nơi luôn cả nhà. Thứ nhất là trực tiếp khách đến mua ủng hộ như thế này nè. Thứ hai là chị Hồng Loan bán hàng trên online. Mà hôm trước cô chú anh chị mình thấy chị Hồng Loan like không cả nhà? Thật sự rất là thương luôn. Like 6 tiếng, 8 tiếng luôn. Đó. Thì lúc đi thì vui vẻ lắm, lúc về thì bị tụi kia nó đánh sập tay của chị Hồng Loan, rất là thương luôn. Không biết là mấy cái đơn hàng chốt trên đó như thế nào không biết nữa. Nhân viên chị Hồng Loan rất là dễ thương ha, đem hàng ra tặng xe cho khách luôn. Ừ. À, sáng nay rất là đông vui nha cả nhà. Chơi chị Long đi lấy ghế nè. Nhớ bộ đồ bộ cái quần đùi á nâu nâu á.
đem ghế cây cây cho khách ngàn vì phải chờ đợi ở cả nhà. Đây là những đơn hàng chuẩn bị giao đi đường bưu điện nha. Anh ngồi anh chốt đơn này cả nhà, anh gói hàng. 355 đúng không? Hiện nay em gọi tối hôm qua thì chị Loan Lai cùng với lại chị Bum và cũng như là bé Na. Đó, khách vô nữa nè, sáng nay rất là đông nha, đông vui. Nó đây nè, nghe thấy nè, rất là vui ha, vì được yêu thương, vì được ủng hộ rất là nhiều. Chị Loan cũng được ủng hộ mà chị Bông cũng được ủng hộ. Đó. Bé Đạt rất là giỏi nha cả nhà. Béo đen là tên Đạt. Béo đen tên Đạt. Bạn Đạt ha. Đó, chị gái đây mua bông nữa cả nhà, để lên bàn thờ nha. Bông héo là bỏ, thay bông mới, nó chị Loan rất là chu đáo. Để cho lên bàn thờ cho bác Năm cô chú anh chị. Đó, tiếp tục. Đây mấy cô tiếp tục mua kem nha. Kem đêm, kem ngày. Rồi, kem chống nắng. Kem chống nắng thì có hai dòng. Đó. Và serum. Kem ủ trắng nè, rồi kem body nè, rồi nước hoa nam nữ nè cô chú anh chị. Một loại dành cho nam, một loại dành cho nữ. Bé bên trong là bé đang chốt đơn tính tiền là bé Quỳnh Anh. Chị Loan vô trong rồi. Đó. Chị Loan ngại mới quay của anh á. Chị Loan nói anh quay hoài, chị Loan đi vô rồi. Quay hoài á. Dạ. Rồi, chào chị. Dạ, chúc chị sức khỏe nha. Dạ. Đây, em kêu chị Loan ra đó. Nhưng mà chị Loan là sợ anh đó. Nó chị Loan đang tư vấn mỹ phẩm nha cả nhà. Đó, tư vấn nha, đang tư vấn nha. Đó, đây là mặt mộc của chị Loan rồi đó, rất là sáng, rất là đẹp nha. Da chị Loan thì lúc nào cũng ửng hồng hồng đó cả nhà. Da chị Loan ửng hồng hồng kiểu giống như là con gái mà ở Đà Lạt mà xuống miền miền Sài Gòn nó lạnh xong cái xuống Sài Gòn cái nó ửng hồng hồng vậy đó. Thường là con gái Đà Lạt ở dưới là xuống đây là vậy đó. Chị Loan giống hệt luôn, da cái hồng hồng mà. Sáng nay rất là vui nha, chốt đơn rất là nhiều của chú anh chị. Chị Loan sáng nay thức sớm trực tiếp tư vấn cho khách luôn. Đó, rất là sốt sắng ha, tư vấn. Ôi, mẫu kem mới à, kem dưỡng trắng da toàn thân body. Dạ, đăng ký kênh tài 66 nha cô chú anh chị. Mấy anh em hết rồi, để tài 66 nói cho nghe nè.
Cái này con này cho anh ha. Dạ. Mặc dù thằng Mập đứng nhưng mà thằng Mập không có quay. Ba mèn á, ba mèn nó cạo. Không cứ nghe cạo hoài nha. Ngon là con cái đồ trắng yếu luôn. Trắng như bông bưởi nha. Rồi mấy anh nói xạo nữa. Mình nói thực tế đi. Chị Loan là đẹp. Mình nói là chị Loan là đẹp. Có tại tế bào chưa? Dạ. Lát chắc là nó bông bông. Cộng hưởng, cộng hưởng. Để cho chồng cười nhỏ quá và đang cười lớn lên. Cười mồi hả? Cười mồi hả? Cười mồi. Để cho chị Loan bán hàng anh. Đó. Kem đó kem body hả? Dưỡng ẩm mấy vậy? Nạ luôn. Ôi chị Loan có cái túi bằng bằng giấy đã đẹp ha. Rồi chúc chị sức khỏe nha. Mùi nó giống mùi nước hoa, đúng không chị? Hả? Cái mùi body giống như nè. Hả? Ý cái mùi giống màu hồng, nó thanh thản. Trà, mùi trà hả? Thanh thản. Chị Loan có một cái năng khiếu là bán mỹ phẩm rất là ok cả nhà. Chị có Loan, cu sần nhưng mà có phấn nền lắm. Cu sần là phấn, phấn nền cái nước đó. Nó là phấn nước, còn cái phấn bột kìa. Còn câu hỏi này là con anh nha, nãy cho ba em bánh. Chị chừng nào mà like like tới mù nữa chị. Chắc ngày mai nhé. Ngày mai like tới mù nữa. Để anh tăng vô mua nè. Tới mù đang là một cách. Mua anh tăng ơi. Đó, anh có kem nào làm cho anh trắng được không? Chán như bông bự lắm. Không không. Em có kem nào mà cho cái bụng nó nhỏ lại như tâm không? Trời, thân hình em còn chưa nói được làm sao tới ăn. Bác sĩ còn bó tay với em. Chị Lan là mi nhon mà. Anh chị anh nhiệt bụng với anh ơi. Có anh Tăng muốn ốm hôm bữa bé Quỳnh Anh có tư vấn đó. Chết mỡ, chết điện vô. Tự động gà. Anh diện chích điện để nó giảm luôn. Bé Quỳnh Anh nói anh á là phải đem vô hầm 7749 ngày. Hầm 7749 ngày cũng hết điện. Dạ. Để cho mỡ nó chảy ra từ từ á. Ở trong máy tính có gì vui mà bé Quỳnh Anh thấy cả ngày ngồi đó ta. Chạy lên đầu luôn rồi. Quỳnh Anh ơi. Trong đó có gì vui không? Trong máy tính á có gì vui không? Mờ mắt gì mờ đó. Đang làm việc hay đang chơi game vậy? Dạ tưởng nãy thì chơi game chứ. Thấy nhìn máy tính cười. Thấy nhìn máy tính cười cười hoài. Có cười lúc nào đó. Có cái giá cushion bao nhiêu một hộp chắc? Chẳng hạn của anh hoài. Cushion á. Ăn sáng chưa? Ăn dạ. Anh Khang mời nha. 390. Ok em. 390. Anh Khang mời sáng. Con em nha. Hồi chú bùm bùm anh. Anh không thiếu bùm bùm nha. Quỳnh Anh. Anh Khang hỏi ăn hủ tiếu bùm bùm không? Bây giờ 10 giữ rồi em. À thôi hên hên quá anh Khang đó. Anh cứ mà lơi không anh. Ôi trời. Hello anh. Dạ đứng im. Ủa sao bữa nay anh tê tua với anh? Hả? Bữa nay anh tê tua với hả? Hết thời hả? Quần anh đâu rồi? Hết thời bằng tờ xà lỏng. Quần còn cái quần là mai rồi hả anh? Cờ hết quần. Anh đứng đó đi để em điện cho chị Loan ra. Để đến điện cho chị. Anh đứng vô trong là Lucky nó thấy lạ đó, nó anh còn có cái quần đó anh. Sợ chưa anh mới đi chơi thể thao về, sao mà chẳng ghé qua đi ghé cho mấy làng luôn. Ủa hôm nay anh chơi cái môn gì mà sớm vậy? Pickleball. À pickleball. Ủa em đâu gọi ngủ nữa hả? Xuống đi ngủ vài giây. Đi xuống lẹ đi ngủ. Ngủ vài giây từ ngủ. Từ từ ngủ. Cười cái gì đi xuống lẹ. Trời, vé bán sao rồi anh Huy? Dạ, cũng nói chung là bán cũng được nhiều rồi. Dạ, nhờ trời thương ha. Dạ, trời thương, tổ độ. Tổ độ, khán giả yêu mến ha. Dạ.
là bán chắc cũng được hơn 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 trăm rồi. Hơn trăm rồi. Dạ. Yeah. Mới bán mới mở bán được 3 ngày mà hơn trăm chiếc. Nghe 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 nói anh làm mấy show anh chuẩn bị mua miếng đất kế bên là mở rộng quán hả? Hả? anh làm show ca nhạc chứ không phải anh đi lừa gạt hay gì rồi á. Tiền đâu mua miếng đất kế bên? Tại vì được. Là làm show là anh kiếm 6-7 tỷ được mà. Đâu thì không phải tại ni bữa mới chuyển 16 tỷ. À. Mà miếng đất bên kia rồi tới 4 mấy tỷ chưa đủ. Chưa đủ. Hả? Đất kế bên quán định mua luôn. Bốc mồm. Vô đi anh. Vô trong luôn anh ơi. Rồi xong luôn, xong phê luôn. Nó giờ chứ vé show của anh Tý nha cả nhà ơi. 30 tháng 10 nghe tại quán Coffee Time của anh Huy, 386 Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú. Đó. Cả nhà đi ủng hộ cho Tý tội nghiệp Tý đó. Không là tối về là chấm cơm cơm đó nha, Tý chấm keo Việt mà ghê lắm. Phương Tý con nha cả nhà nha. Ủng hộ cho Tý của con nha. Nhưng mà bữa đó là ông Tý có nói với anh là bữa đó Tý sáng một bài mới tặng, mới viết luôn, chưa phát hành hết, tặng cho khán giả. À, làm sáng tác không? Đúng rồi. Em bán hàng còn chết, ổng ngộ nhà ổng sáng tác. Ghê không? Tý ơi, nhớ em Tý. Sáng tác không? Không, nhớ em thôi chứ đừng sáng tác sếp ơi chết. Để em lại chiều cũng bán về cho em bận em nha. Ờ, im bận đi. Sáng tác hoài em hát bận cũng mệt. Anh sáng tác hoài em hát hoài em mệt, xong người ta cho em bay đất hoài cũng mệt. Dạ, đó. Đó, rồi. À, với cũng còn vài vé. Vài vé của anh Tony Tô ảnh, ảnh đặt 10 vé đó để anh gửi và tặng bà con ở đây. À, mua đơn hàng 1 triệu bên em nè là được tặng 1 vé. Là sáng giờ cũng có được nhiều rồi. Thì giờ chắc cũng còn có 4-5 vé nữa thôi là hết vé tặng nha cả nhà nha. Nhớ giùm mớm nha. Rồi đó nè, số lượng có hạn nha cả nhà ha. Đó, tặng là số lượng có hạn 10 vé. Đúng thôi. Rồi, số lượng có hạn cả nhà ơi. Rồi, một vé là 250 là gồm bao nước uống. Thêm một phần bánh chưng nữa. À, thêm một phần bánh chưng của anh Lê Minh ảnh gửi tặng bà con nữa khi mua vé nha. Rồi mớm có vé nha cả nhà, vé mua ủng hộ giùm nha cả nhà nha. Anh gọi điện đi, gọi điện cũng được. Em nghe chị Trâm nói là mà nếu mà mua sản phẩm mà 1 triệu được tặng vé đó thì trong cái vé đó không có được tặng bánh chưng. À đúng rồi đúng rồi. À, tuy là nói kỹ lại. Cái vé mà em của Anthony gửi tặng cho khán giả hay khách hàng của em á là trên vé đó là mình em đã em ký tên trên 10 cái vé đó. Là 10 cái vé đó là mình chỉ là vé tặng nên mình không có nhận bánh chưng của anh Lê Minh. Bánh chưng là dành cho những khách mua vé. Dạ, vé mua mới tặng được bánh chưng. Rồi còn mà cái vé tặng mà của anh Tony tặng cho khách hàng của bên em mua khi mà sản phẩm cho 1 triệu á thì là không được nhận phần bánh chưng để mình chia sẻ cho khán giả biết. Con để nói lại cho dễ nữa nha. Đây, một đơn hàng 1 triệu là anh Tony mua. Đó là gửi tặng bà con khi mua đơn hàng 1 triệu của mớm á là được tặng một vé này là không có phần bánh chưng. Đúng rồi. Còn cả nhà mình mua một vé không mà 250 á là được tặng một cái bánh chưng của anh Lê Minh. Đó, vậy dễ hiểu đó. Một ly nước. Rồi, anh nãy không có tiền nữa, anh tiền chơi không được yên. Anh nói vậy tại để anh Việt Nam không đâu đi nước ngoài đâu. Lo rồi sáng em mua hủ tục luộc sao không có chị được. Hả? Hết hàng em ơi, hết hàng rồi, đừng hỏi được nha. Thấy không, dí chị tụt quần chị. Giờ cả nhà cô mớm có vé nha, gọi điện cho mớm nghe số điện thoại 0819581987. Rồi thêm một số nữa. Rồi. 0903039119. Nghe hai số nha, anh Huy, chị Trâm và mớm nghe cả nhà cứ gọi trực tiếp đi có vé tận tay. Ai cũng được hết trơn, trai cũng được hết trơn á. Ờ, ai cũng được trơn. Gọi cho em được không anh? Được. Tất cả bà con đừng được nha, dạ, gọi hết luôn bên YouTube này đó. Nói chung là chia sẻ nhau để bán nhanh hết có thể. Để được hết. Thôi cũng mình cũng cảm ơn tất cả ngay YouTube rất là nhiều. À, lúc nào cũng đồng hành với ekip của Tuân Huy để đưa thông tin của chương trình mình được rộng rãi hơn cho anh. Tất cả mọi khán giả yêu thương đến với câu chuyện của mình. Một nữa là cảm ơn kênh YouTube rất là nhiều nha. Chứ nãy giờ cũng mệt mỏi với anh em lắm rồi đó. Mấy hoài luôn nãy giờ. Dạ, đủ chưa? 8 phút chưa? Dạ, chương trình này chỉ có 3 người thôi. Hân hạnh được hôm nay là mớm được hân hạnh được đứng với chú Tân Tâm nè. Ờ, sẽ cắt mốt sẽ có cô Thu nữa. Từ từ, từ từ, từ từ. Tí rồi còn chụp đó nên là cả nhà mình cố gắng sắp xếp thời gian đến với đêm mini show của Linh Tý. Tại thật ra đêm đó là có nhiều tiết mục đặc biệt để gửi tặng quý vị khán giả đó. Và bây giờ là ban tổ chức đang giấu lại để đến nơi đó mình sẽ tạo bất ngờ cho khán giả. Và cũng giờ ban tổ chức nói mới biết đó nhờ. Và có những khách mời cũng rất đặc biệt đến với mini show của Tý. À. Và còn cái chuyện mà giao lưu hay không giao lưu cái đó là
tế lúc đó thì khán giả sẽ được biết. Chứ bây giờ mình không bật mí là nhiều quá, tại mini show của Tý mà, Tý là người quyết định hết. Dạ anh Khoai ơi, mình vẫn tôn trọng Tý. Mình giấu á, mình giấu, mình nhớ tới bữa đó mình mở ra nha, chứ để quên luôn á. Không mà đặc biệt là show nhân chậu ấy. Không mà đặc biệt là show bên Huy tổ chức đó, lúc nào cũng có những tiết mục đặc biệt hết, đúng không? Đúng rồi. Mình hứa là phải có. Dạ. Tới giờ chót mới quy tính không anh? Quy tính. Giờ mất ra cái nhà hồi coi không chắc chết. Quy tính không anh Huy ơi? Quy tính không? Quy tính. Tính chàng chề luôn đó. Lúc nào quý vị cứ đến show của Huy lúc nào cũng là có nhiều tiết mục, nói chung là không có sân khấu nào có, chỉ có tại Tham Quốc Phim mới có thôi. Tại vì cái sự kết hợp bất ngờ đó, và cũng không có thực sự là sắp xếp gì đâu, không bao giờ sắp xếp. Chỉ có một bài dở hay chương trình gì đó, ai hát ra thì có, là những khách mời là rất là tự nhiên, có nghĩa là ngẫu hứng thôi, cái đó là ngẫu hứng, đúng không? À, xong chưa? Ráng dữ lắm rồi, ráng dữ lắm rồi. Có người ẩm thì là 10 người ẩm, 1 người. Ở trong đây là 10 người ẩm, 1 người nha, thấy đứng hết nổi rồi đó. Dạ. Mấy mất đi là thấy cảnh. Rồi đâu, bye bye rồi, bye bye. Rồi, giống giờ đi ăn hủ tiếu hả đi? Ăn hủ tiếu đi, trời ơi. Dạ. Mắm quán đi được. Bấm nem, bấm đồ bấm đi được. Bấm nem, bấm ruốt rồi bấm đi được. Chỉ có thịt luôn, dẫn đi được. Heo, bò, gà với trứng là khó. Vậy này phải chị bấm không anh? Này là em bấm. Em bấm hả? Ờ, em bấm sinh đôi hả chị? Cái gì YouTube mới nhú. Mới nhú. Ủa chị là chị em của chị Bâm hả? Quá đi quậy. Dạ. Hồi sáng em nghe nói là chị Bâm á là được anh Phương chở đi mua điện thoại cho anh Phương. Có sự thật không anh chị? Lộn hả? Anh Tý chở chị Trâm đi mua điện thoại cho anh Tý. Dạ hả? Chị à, em hả? Không. Trời tưởng đâu em mừng quá. Ủa giờ bây giờ mới biết luôn chị Bâm có một người em sinh đôi giống hệt luôn. Nổ quậy nữa. Em sinh đôi giống nhau, coi như là chiều cao căn bằng rồi. Nói chung là đồ. Không, là nói gì nói chứ anh đừng có đụng tới mập ốm vậy. Dạ. Thì anh nói là chiều cao thôi. À, chiều cao thôi đúng không? Anh nói là chiều cao rồi căn nặng thôi. Anh đừng nói chiều ngang. Anh đừng nói chiều ngang nha. Bỏ căn nặng luôn đi. Chiều cao, chiều ngang. Chiều ngang. Không được. Không được. Nói khác. Vậy là bỏ chiều ngang. Nói tóm lại là hai chị em sinh đôi giống nhau. À, số ký như nhau. Đó. Không được. Không được luôn. Rồi. Đó chị Bâm nữa cái. Ủa chị Bâm hôm bữa chị em thấy chị đi hồi lòng em của chị Bâm chứ em xin lỗi. Hôm bữa em thấy chị đi mặc cái đồ cái nón gì đó là đi mua cái đó về bán hay sao? Hay là đi chơi? Bữa nào? Thấy đội cái nón. Cái nón nguyên bộ set đồ đó đó hả? Em bán không đó. Là có nghĩa là cái áo đỏ đỏ đó phải không? Áo hồng đúng không? À. Thì là chị có bán cái màu đó đúng không? Ủa em cũng bụt quá có bán. Lộn tới bán thứ 2 á là mình không ai cũng nghĩ tới là sẽ bán mấy cái đồ Noel đó. Có. Đó. Bây giờ là đã có đồ Noel rồi đó. Ừ. Bây giờ là hàng Noel bắt đầu về rồi, bắt đầu hàng thu đông xong rồi sẽ đính hàng đồ xuân. Đúng rồi đó. Đâu mà nó xuân nhanh như chị? Không, chị phải bán Halloween. Halloween. Thôi, ai mặc trời. Cũng mặc chứ Halloween lợi mà. Chị bán mấy cái mặt nạ đó chị. Rồi mặt nạ rồi, bí ngô rồi. Bộ bộ xương rồi nè. Quá trời quá trời. Cái dạng nít con mà thấy nó chạy hết. Ngày xưa thì những cái đồ Halloween ở Việt Nam mình là ít có chuộng, nhưng mà hiện tại bây giờ cách đây khoảng vài năm nay á là đó là dành cho lớp trẻ thôi, chứ còn tụi em thì qua cái thời đó rồi. Đã qua cái thời chơi Halloween được rồi. Mình chơi lại đi, mình ôn lại chứ. Bây giờ là nó ra nhiều mẫu lắm, như là chuột này, rồi ma quỷ, heo, con rồi con dơi, rồi tập lớp á. Con dơi luôn hả? Có con heo dễ thương mà sao rồi? Heo, có là đủ rồi. Chơi lại em yeah, chú đó. Chú là năm nay có hay không? Chung liền luôn á. Năm nay Halloween có con dê à? Con dê, con dê đồ con dê người ta sợ. Bà biết con dê là may sao cách nào được. Chứ đồ Halloween ngày xưa công ty anh là nhận rất là nhiều đơn hàng của từng ngày. Nhưng mà chưa có may con dê. Để em có rút kỳ rồi. Rút kỳ nó có dê đó. Tới dữ dằn lắm cái này. Đó. Nói nhắc ảnh anh mới nhắc rồi sủa liền. Ủa nãy giờ sao anh không có bấm đâu á? Em lại anh luôn á. Ôi hỏi chị nói lại đi nha. Trời ơi giờ chết. Nói đúng rồi luôn. Nghiệp quạt. Ồ nghiệp quạt rồi. Trời ơi. Thôi vậy cái gì ta? Vậy là tính ra là bé Bill là chuẩn bị đi học mẫu giáo hả ta? Đúng chị? Thôi. Thì nếu mà tùy mình. Dạ. Bình thường là khoảng 2 tuổi là cho đi học được rồi. 2 tuổi lần hả? Học mẫu giáo được rồi.
Tụi mấy gì sớm quá. Biết đi rồi. Cho ảnh ra ăn. Thấy là biết nói chuyện á, biết nói chuyện á. Ăn chưa thấy á, cho đi tội nó chưa vậy. Cứng cứng chút nữa. Mình thấy em biết hát rồi mà. Nó hát chứ nó hát gì? Nó hát chứ. Nó hát hả? Em lội ở đây mà trên bụng nó hát em nghe. Yêu thích nhất cái bài là Ba Thương Con Của Con Của Mẹ đó. Hát là vỗ tay liền. Gia đình thương yêu nhau gì yêu nhau vậy đó. Trời cái bài đó đó. Đam mê về bài hát đó đó. Thôi đi, bây giờ mình nói lại đi ha. Nói lại cái chỗ mà em không tha chuyện đó. Nãy giờ nó bấm qua. Cái này anh đang tua lại, nãy giờ nó có bấm máy. Rồi mình kể lại cái chuyện mà mình chuẩn bị bán hàng heroin gì đó. Nghe em chuẩn bị live stream nữa đây nè. Bây giờ em phải tắm rửa một hôm để em live stream. Ủa, live stream trên ở đâu chị? Em live trên Hồng Mỹ á. Mà trên nền tảng nào? Dạ. Trên nền tảng nào? Facebook. Facebook hả? Dạ. À, bán mỹ phẩm hả? Bán quần áo. Quần áo. Rồi cô chú, mấy giờ bắt đầu live nè? 8 giờ bắt đầu live. Giờ cô chú anh chị mình cũng đi tắm rửa đi, rồi ăn cơm đi rồi chị. Cũng chuẩn bị. Tí hồi mình có hẹn. Dạ. Lên nước. Rồi mình sạc pin điện thoại rồi ha. Lát nữa chị bơm lên trên Facebook bơm bill hả chị? Bơm bill shop ha, like bán quần áo nha cô chú anh chị. Vô là mình săn nha, mà cô chú săn đi, đẹp lắm mọi người. Dạ thôi em cũng về em tắm cái coi. Tốt nha cô chú anh chị. Nhưng mà nói gì nói nha, cái nón của em là mời lắm, vài bữa lạnh luôn là hốt cái nón mới được. Ủa sao chị bơm không có bán đồ nam, có đồ nam không? Hình như không có không? Đúng rồi. Em muốn bệnh luôn mà quá trời luôn. Không, mình bán đồ nam đi, biết đâu nhiều khi mấy chị mua cho chị rồi xong cái mấy chị mua cho chồng mình. Để em tham khảo ý kiến khách cho, nếu mà khách nhiều người có nhu cầu thì. Dạ đúng rồi, chị hỏi ý kiến khán giả rồi. Nhưng mà nếu mà chị có bán đồ nam á thì cho bán áo, nhớ bán quần nha. Cho. Ủa thì không mua áo mà về nhà lấy quần nhà mặc chứ đây không mặc quần luôn vậy. Thì ý là mình bán combo luôn sẵn ta mua luôn. Quậy luôn thì cậu luôn. Cái gì đâu, nữ có quần có áo đúng không? Đúng rồi. Đồ nam là phải có áo hay có quần. Đó, đó bán áo luôn. Dạ em, dạ. Trời bây giờ lớn đó ai mặc đồ bộ nữa. Đồ bộ là siêu nhân ngày xưa rồi. Siêu nhân. Bây giờ em bán một cái áo thùng thì em kèm để bán cái quần jean, tặng cái quần jean hay là tặng quần sọ. Bán cái thùng mà tặng cái quần jean. Dạ mình giá tặng tiền hai. Nói đầu luôn em nói thêm bên nữa. Đúng rồi, mình tặng mua mình còn bán một cái tặng cái tính tiền hai cái mà. Lượt view quảng cáo của anh gì là không được rồi, sắp tiệm. Mấy anh YouTube là nó anh có ý tưởng ghê lắm chị. Ôi, ý tưởng táo bạo quá. Không, anh ý tưởng có gì anh mua để dạ, là xin chào ấy, còn chui. Là nó mất cấp 3 đó, không mua thùng đồng tiền. Rồi, mấy trăm ngàn đó. Vô nghỉ ngơi, chúng ta đi lại cho cả nhà nhớ vào shop. Rồi, cảm ơn chị. Yêu shop. Đó là chút xíu vô xăng xanh hàng trên trang bay của Mỹ nha. Đây là một lần nữa thì giới thiệu với cô chú anh chị em xin đôi với chị Bum. Đó. Rồi, hôm nay cái này là có ông chậu thành hỏi để quên. Có nhiều khán giả lịch hỏi anh hoài mà thấy ngại có hỏi gì mà không hỏi. Thì thôi luôn đi anh. Rồi, ngại thôi đi. Ngại thôi đi. Có nhiều người ta đang hỏi, ủa đang thấy một phong với một lon đang kịch nhau. Ủa, cái gì nữa? Đó, những cái chuyện xảy ra nữa. Trời ơi, không, mọi người, trời ơi, em cũng nghe nói gì đâu có. Trời ơi, anh biết là để có mặt em để nói, để nhiều khi anh ngồi anh nói, không người ta nói là cái này đó là chuyện nó nói cho các bạn. Không có nha mọi người, trời ơi mấy chị em ta vẫn bình thường nha mọi người, đừng có nghe lời ai chia rẽ tụi em hết cho nghe. Mới chia rẽ nha. Còn có bao nhiêu người nữa đâu mà chia rẽ nhau mọi người, còn ai nữa đâu mọi người, nhìn đi còn ai nữa đâu. Dù chuyện gì đi nữa thì mấy anh em vẫn thương yêu nhau ha. Đúng rồi, vẫn đoàn kết, vẫn ở bên cạnh nhau, mọi người yên tâm nha. 4 phút nữa được. Bye bye. Rồi chào chị Bơm nha, lát nữa chốt đơn mỏi tay nha chị Bơm. Dạ xin chào quý cô chú chị và các bạn quay trở lại với kênh của Tài 66 Vlog nha. Hôm nay là ngày 23 tháng 10 năm 2024, cô chú chị mình thấy là chị Hồng Loan này cả nhà. Sáng hôm nay thì cô chú chị mình thấy khách đến để mua hàng ủng hộ chị Hồng Loan khá là nhiều luôn cô chú chị ơi. Bảo qua bên trong sẽ quay chia sẻ cho quý cô chú chị và các bạn mình nha. Đây. Chị Loan này cả nhà. Ban đêm ra bán sắp chuyển được. Lấy mấy hũ ban ngày. Dạ chào chị. Lấy một hũ đi chứ có tiếp xuống mặt không? Dạ có. Ờ lấy không tiếp. Đó. Sáng nay khách rất là đông nha cả nhà. Nãy giờ đi ra vô tấp nập luôn. Hết khách này vào tới khách khá
khác vào đúng chương trình. Cô gắng nhận cô giống lo bên ngoài thế nào luôn. Chị ơi, con nói chị với Phương được gái kìa. Cảm ơn cô. Giống chú quá trời. Mà ai nó hát chứ. Anh ta chưa thấy bên ngoài á. Sáng nay mình đến mua mỹ phẩm ha. Ừ, ai cũng khen đẹp hết trơn. Dạ. Mua giùm nha. Chị này chị xài cái da không đẹp quá, da mặt đẹp quá. Vậy là chị có xài rồi ha. Rồi. Ồ, nó đây là một khách hàng thực tế luôn nha cả nhà. Cái sữa rửa mặt bao nhiêu không? Em xin á. Ừ. Sáng nay mình mua sữa rửa mặt cái gì vậy? Kem. Kem nám hả? Dạ. Đó, cả nhà thấy không? Đây là một chị khách hàng thực tế luôn, nó đánh giá trực tiếp tại shop của chị Hồng Loan luôn. Vậy hả? Dạ. Mình xài mình thấy ok, hiệu quả, xong mình quảng cáo, mình giới thiệu cho bạn bè. Nhiều khi xài những mỹ phẩm khác không hiệu quả thì mỹ phẩm Hồng Loan hiệu quả, mình giới thiệu chứ, cùng nhau làm đẹp đúng không chị? Dạ đúng rồi, cùng nhau làm đẹp với cả nhà ha. Sữa rửa mặt phòng tầng 5. Dạ. Bố gì chú ơi? Trái loại 55 anh. Có gì ạ? Trái chà bông loại 55 á. Cơm trái chà bông. Bông hết rồi. Rồi em chào chị nha. Chúc chị sức khỏe nha. Dạ. Đó cả nhà thấy không? Một khách hàng, một fan hâm mộ của chị Hồng Loan.